Và trận đấu của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ nhất thì cao thủ bên phía Liên Quân Hình Hóa là những người độc quyền giao bóng trước và họ sẽ bảo vệ thành công bên phía tay phải. Hướng nhìn của chúng ta rất nguy hiểm. Sút đầu tiên đã thuộc về kiểu lấy bóng tốt. Anh Đức Phạm Hưng. Đức Huy. Bây giờ mới là cú đá. Bạch Bạch. Hoàng Hải sút bóng không vào. Đó là Dũng Cốc. Cú sút ngay không được. Đây rồi. Dũng Cao. Đây rồi. Phạm Hưng. Khoảng trống. Minh Vệ. Phạm Hưng. Đây rồi Phạm Hưng. Tiếp tục là tình huống như sút bóng không vào. Rất khó cho Phạm Hưng ở trong những tình huống chấp tay đôi. Đây rồi. Vào. Tỷ số được mở dành cho thủ Liên Quân Lý Hóa. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng vừa rồi của cao thủ bên phía áo cam. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 24 từ một tình huống đá bóng tốt của Tuấn Lùn, sau đó là cú dứt điểm về phía góc gần. Thủ môn Dũng Cốc đã được đưa ra nghỉ. Và rồi thầy sẽ lầm rất nhanh. Bàn thắng đắt đến với cao thủ bên phía Liên Quân Lý Hóa, người đã lập công. À, chính xác hơn đó là bàn thắng dành cho những kẻ thách đấu. Xin lỗi quý vị các bạn, đó là pha lập công đến từ anh Đức sau cú sút đầu tiên không thành công của Dũng Cao. Thì hai bàn thắng được chia đều cho cả hai đội. Và trong hiệp hai, những người giao bóng trước đó là những kẻ thách đấu. Họ trong trang phục áo pit màu xanh lá cây và sẽ bảo vệ phần cầu môn bên phía tay phải. Hướng nhìn của quý vị khán giả xử lý tương đối tốt. Sau đó là đường truyền đã không thành công. Minh Vệ. Quá người tốt, vẫn là Minh Vệ. Rất bất ngờ người thực hiện là Dũng Cốc. Hai một. Thêm một lần mà cao thủ Liên Quân Lý Hóa họ được hưởng niềm vui. Mọi người đã ghi bàn, đó là thủ môn Dũng Cốc. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đá phạt rất tốt đến từ người Hắc Đền bên phía đội bóng Liên Quân Lý Hóa. Những tình huống rất điểm thẳng. Điều chỉnh của Dũng Cốc mang lại sự chính xác rất cao. Dũng Cao. Đây rồi. Vào. Số là hai đều. Và người lập công đó là anh Đức. Cú đúp của anh Đức trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại. Người đã dọn cỗ đó là Dũng Cao. Đường truyền rất tuyệt vời để anh Đức có tình huống đối mặt và tình huống sâu kìm. Trên fanpage của Kênh Đầu Bóng Đá thì những cổ động viên của cả Liên Quân Lý Hóa cũng như là những kẻ thách đấu đang kiểu lấy bóng tốt của Minh Vệ. Cơ hội tấn công dành cho cao thủ những kẻ thách đấu. Minh Vệ không được. Và đúng lúc này thì trận đấu, thời gian thi đấu chính thức của trận đấu cũng đã khép lại. Số cuối cùng đó là hai đều. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0 trên sân đá Ben dành cho cao thủ những kẻ thách đấu. Thêm một lần mà Hoàng Hải chiến thắng trước Dũng Cốc. Giờ là tranh hot đối đầu với rất căng thẳng. Dũng Cao không ạ. Bóng bất ngờ lăn vào lưới. Mặc dù trước đó đã đập trúng người của Dũng Cao. Tỷ số trên loạt đấu súng là 1-1.
cú đá rất mạnh của anh Hot. Cú đá của Minh Thành và thêm một lần Dũng Cao không thể cứu thua. Tỷ số trên loạt đấu súng là 2-1. Và tiếp tục là bàn thắng. Thêm một lần mà Dũng Cao đã chạm được tay vào bóng nhưng số tiếp theo là Hoàng Hải. Hoàng Hải không vào. Hoàng Hải đã không thể chiến thắng được Philip Lâm. Thế mà thủ thành này đã được thay thế cho Dũng Cốc là Tuấn Bốn. Tuấn Bốn vào, Hoàng Hải không vào. Tuấn Bốn cũng không thành công. Số penalty vẫn đang là 2-2. Phạm Hưng vẫn không vào. Lần này thì bóng đã đi trúng vị trí của Philip Lâm. Có lẽ đánh mặc áo số 68 có một thân hình đã bao quát đủ khung thành. Hôm nay cao thủ đang lựa chọn sút vào khu vực chính giữa cầu môn tương đối nhiều. Đó là Dũng Cao. Dũng Cao lần này thì đã có bàn thắng. Tỷ số trên loạt đấu súng là 3-0. Quả sút thứ 5 người thực hiện sẽ là Đức Huy. Đức Huy là một cú sút thành công của Đức Huy. Tỷ số trên loạt đấu súng tạm thời là 4-3 nhưng về phía cao thủ liên quan Lý Hóa. Tuấn Anh vẫn không vào. Phí Lâm đang có một tỷ lệ cản phá penalty rất ấn tượng. Thì mình đã cản phá 3 tình huống. Tuấn Lùn, lần này Tuấn Lùn đã không thắng được Dũng Cao. Tỷ số penalty đang tạm thời là 4-3 nhưng về phía Minh Vẻ đối đầu với Philip Lâm. Minh Vẻ cú sút rất tốt của Minh Vẻ thì Lâm đã không thể cản phá ở tình huống này. Tỷ số penalty là 4-4. Cú sút bạch bạch, cú sút tung nóc lưới của cao thủ bên phía đội bóng những kẻ thách đấu. Và đó cũng chính là của thì Liều Hào có chiến thắng. Cú sút tiếp theo lần này thì tỷ số là 5-5. Chúng ta sẽ thực hiện hết tất cả loạt sút cho thêm một lần thành công và trận đấu kết thúc. Dũng Cao đã không thể cản phá. Chiến thắng cuối cùng thuộc về cho cao thủ bên phía Liên Quân Lý Hóa. Một trận đấu rất cảm xúc khi mà chúng ta cần tới những loạt đấu súng cuối cùng để có thể phân định tìm ra người chiến thắng trong trận đấu giao hữu này. Đó là cầu thủ Liên Quân Lý Hoa chiến thắng trên loạt đấu súng là 6-5 sau tỷ số là 2-2 sau khoảng thời gian thi đấu chính thức.